Chính phủ vừa giao Bộ Nội vụ phối hợp với một số bộ cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính, đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang, xây dựng bảng lương chuẩn trên cơ sở mức lương tính đủ theo nhu cầu tối thiểu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, đối với lao động trong các doanh nghiệp, Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu rà soát lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và sớm đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông và báo chí, văn hóa, thể thao và du lịch, dạy nghề sẽ được các bộ cơ quan liên quan trình Chính phủ trong năm 2015. Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cải cách bảo hiểm xã hội nhằm cân đối quỹ bảo hiểm xã hội về lâu dài, nghiên cứu và kiến nghị phương án xử lý với mức lương hưu của người có mức lương hưu thấp, tiếp tục nghiên cứu đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.